Đại Nghĩa và Nam Thư xin chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Ngạc nhiên chưa? Ngày hôm nay... Ủa anh Nghĩa? Sao em? Sao bình thường em anh mặc đồ tông, xẹt tông lắm mà sao giờ mỗi đứa một nơi vậy? Không sao hết trơn á, màu trắng là có thể đi được với tất cả những cái màu còn lại nha. Trắng xanh vô cũng hợp lý luôn, không có sao. Chúng ta sẽ là những người anh em thân thiết, lúc nào cũng hòa quyện với nhau, yêu thương nhau, đúng nâng rồi. Đỡ nhau em nhé. Đúng rồi, em rất là quý anh luôn anh Nghĩa. Trời ơi, em yêu thương anh biết là bao nhiêu. Mặc dù anh cứ đem cái số tuổi của em ra mà anh dằn xé em hoài. Thì anh chỉ nói sự thật thôi, chứ có nói gì sai đâu em. Trời ơi, anh ơi, nếu mà 50 mà anh nói em năm mấy tuổi? 53. Nếu mà 53 tuổi mà nhan sắc được như em thì ôi, thật là diệu kỳ đó anh Nghĩa à. Thì đó, nhờ công nghệ giải phẫu thẩm mỹ nè, rồi công nghệ Photoshop nè, cho nên Nam Thư trẻ hoài trong mắt khán giả. Anh đừng có quá giá gì vậy anh Nghĩa, cứ nói hoài rồi cái gì khán giả tưởng em 53 tuổi thiệt thì sao? Có sao đâu, bình thường thôi mà. Mình lớn tuổi mà mình vẫn trẻ đẹp như vậy thì đó là điều mình cần phải hãnh diện chứ, đúng không? Ui da, đâu đó coi, gì vậy? Em đọc mình á. Ờ, một giác dao chí mạng nha. Vậy thì ngày hôm nay để coi coi ha, chúng ta ai sẽ là người giành chiến thắng, ai là người đâm ai nha. Rồi, mời anh. Mời em. Mời anh. Mời em. Mời anh. Nghe đồn nha anh Nghĩa, hôm nay khách mời của chúng ta là hai mặt rất xinh đẹp, mặt hết sức là hot boy hot girl luôn. Giống như anh em mình vậy đó hả? Anh tưởng là em với anh là hot boy hot girl luôn hả? Chứ còn gì nữa em. Phải hổ. Mình phải tự tin về điều đó. Trời, anh Nghĩa, vậy là em với anh là beautiful boy, beautiful girl. Dạ, vậy thì coi hai cái gương mặt kia có bằng anh em chúng ta hay không? Yes. Xin mời. Xin mời. Làm sao? Mới ra thấy ngọt lắm. Ra cuối cùng mới xà dữ vậy trời. Cái này là điệu nhảy chào luôn của BTS à. Yeah. À, BTS là nhảy sao chị nè? Nhảy này là chị đó. À, là nhảy vậy hả? Nhưng mà tập trung nha, cái chuyện này dễ quýu lắm nha. Dạ. Không, ủa là sao? Anh nghĩ là được không? Trời ơi, chuyện gì mà anh không làm được Thư? Chuyện gì mà anh không làm được? Đây, làm đây. Hai, ba. Bỏ đi anh Nghĩa, tôi về. Bỏ đi anh Nghĩa, tôi về. Ghê lắm, nhìn anh ghê lắm. Anh cứ tưởng như vậy là nhìn nó cute. Cute hả? Ờ, không, ghê lắm. Ai biết đâu, thôi kệ. Cái đó nó phù hợp với hai em, nó hơn mình. Chính xác. Ừ. Chào hai em, giới thiệu thêm chút về mình cho khán giả biết nào. Sói cao, sơ mi trắng kìa. Xin chào anh Đại Nghĩa, xin chào chị Nam Thư, xin chào các khán giả xem đài. Em tên là Quỳnh Hương, hiện tại em là diễn viên ạ. Xin chào Đại Nghĩa và chị Nam Thư. Xin chào khán giả. Em tên là Đăng Khoa và hiện tại em cũng đang là diễn viên. Rồi. Nhiêu tuổi rồi hai em? Dạ em 21 tuổi. Trời ơi trẻ măng, còn Khoa nhiêu cưng? Dạ em 25 tuổi à. 25 tuổi cũng còn trẻ quá, có gì đâu em ngập ngừng hả em? Rồi em so với tuổi của này em thấy em hơi bị xa à. Trời ơi, em so với anh Nghĩa là em như con như cháu anh Nghĩa luôn, có gì đâu ngại cứng. À. Sao vậy anh Nghĩa? Đau đó. Em 25 tuổi hả Khoa? Dạ. Thôi, chị mới có 27 tuổi hả? Chắc là Khoa không tin đâu Khoa ha. Không, chị 27 tuổi thiệt á. Em có bạn gái chưa? Dạ chưa ạ. Chưa hả? Thích lên máy bay không em? Thích lên máy bay không em? Dạ, chắc em cũng có bằng ạ. Được, vậy là hợp lý. Giờ hai em chọn về đội nào? Dạ, mời em chọn trước. À, em chọn... Thấy ánh mắt nhìn gì anh? Anh tắm đuối đó, biết rồi. Sai cả, sai cả chị. Mời Quỳnh Hương về với anh. Khoa. Dạ. Chị nghĩ là em tới chương trình này em chỉ cần là góp mặt cho vui thôi. Thắng hay không không quan trọng. Em đứng kế bên chị như vậy là chị thấy hạnh phúc lắm rồi. Hạnh phúc lắm rồi ha. Còn cảm xúc của em như thế nào? Miễn sao chị cảm thấy hạnh phúc là em hạnh phúc thôi. Để tôi coi. Để tôi coi cái chuyến chuyên cơ này bay được tới dòng máy nha. Yeah. Chào mừng quý vị khán giả đến với chuyên cơ Ngạc nhiên chưa. Và sau đây chúng ta sẽ bước vào vòng 1 của Ngạc nhiên chưa. Ở vòng 1 này hết sức là đơn giản. Các bạn tiến lên phía trước. Sau khi nghe hiệu lệnh của anh Đại Nghĩa, các bạn quay lại nhìn màn hình khóa. Và nhiệm vụ các bạn làm gì? Chạy thật nhanh về bấm chuông.
để giành quyền trả lời. Các bạn có thể sử dụng là từ lấy, từ ghép, từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa, bất cứ cái gì, nhưng đừng nói từ khóa là được. Gợi ý cho đồng đội của mình biết từ khóa là từ gì. Nếu đồng đội đoán đúng thì chúng ta sẽ ghi được một điểm. Đó. Hiểu không em? Dạ hiểu. Mời hai em vào vị trí. Bé này xinh quá, hai đứa hợp nhau quá. Nhưng mà có vẻ Khoa vẫn hợp với chị hơn vậy. Tập trung nha Khoa, đừng để cái chuyến chuyên cơ này làm mình lạc tay lái. Yeah. 1, 2, 3, quay lại. Dừng tay lái, dừng tay lái, bấm chuông. Mình trước, nói đi em. Hôn. Hôn. Kết. Hôn. Hôn, hôn. Đính. Nè, nói đi. Lê. Lê lết. Lê. 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 Mày lê đi đâu vậy em? Lê. Lê. Thê. Yeah. Trời ơi, hai đứa này sao không nói chữ phu thê? Phu thê hoặc phu thê hoặc là thê thảm. Đây là từ thê. Đúng rồi. Khi mà các em gợi ý, chúng ta phải gợi ý những cái từ nào gần, chứ đừng gợi ý xa. Thê người ta thường nói thê thảm, đúng không? Hôn cái thê. Từ nào mà người ta dễ nghĩ ra nhiều nhất á. Nhưng mà đội của chúng ta cũng đã ghi được một điểm. Rồi. Điều thứ hai, anh và chị Nam Thư sẽ diễn tả các em đoán nha. Chuẩn bị. Một, hai, ba. Niệm. 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 Khái niệm. Gần hơn. Niệm. Kỷ niệm. Yeah. Yeah. Chết rồi Bi ơi, Bi ơi. Chị thấy có vẻ như mọi thứ đang được lặp lại. Đó là từ kỷ. Và đội có đại nghĩa của Nương ghi thêm được một điểm nữa là hai điểm. Không sao cả, mới chỉ có hai lượt thôi mà. Bây giờ xin mời các bạn lượt tiếp theo. Chuẩn bị nha, 1, 2, 3, quay lại. Bi. 4. Phía. 4. Hướng. 4. Tứ. Nhã. Nhã. Gì? Nhã. Phương. Dạ. Dạ Phương, vợ chị Gia đúng không? Hồi nãy anh tính nói cái từ Phương trước rồi, nhưng mà nói từ hướng trước là cái từ mà mình cũng quen. Bốn hướng, đó là từ Phương. Và điểm số của chúng tôi lại được nâng lên thêm một điểm nữa. Không sao, không sao, không sao, không sao. Vẫn là không sao. Không sao, không sao anh. Có lạc quỹ đạo chưa em? Dạ, em thấy không sao, hơi bão chút xíu à. Chuyến bay hơi trong trên chút phải không? Dạ. Mọi người nè, tất cả mọi người ngồi tại phim trường và lẫn quý vị khán giả đang xem truyền hình, xích bèo nè. Thời gian toàn à. Tới phim chị Thư nữa nè. Chuẩn bị. 1, 2, 3. Cây. Cối. Rồi, nè. Cội. Nguồn. Cõi. Cội. Nhìn dây điện nghe tưởng tượng đi em. Cội rễ. Yeah! Đúng rồi, nó nói mì ơi. Rồi đây, mở ra đi. Rễ. Mừng quá, cuối cùng thì Nam Thư và Đăng Khoa đã ghi được một điểm. Kết thúc vòng 1 thì điểm số của hai đội có một phần chênh lệch không hề nhẹ nha quý vị nha. Đội Đại Nghĩa và Quỳnh Hương 3 điểm. Đội Nam Thư và Đăng Khoa đơn giản chỉ có một điểm, nhưng không sao cả. Chúng ta vẫn có thể làm lại từ đầu ở vòng 2. Vậy thì bây giờ chúng ta cũng bước vào vòng 2 của Ngạc Nhiên Chưa. Quý vị khán giả quay trở lại vòng 2 của Ngạc Nhiên Chưa.
Và một lần nữa cũng phải công bố số điểm thôi. Đội của anh Đại Nghĩa và Quỳnh Hương ghi được 3 điểm. Còn đội của Nam Thư và Bi ghi một được 1 điểm. Anh Nghĩa làm sao vậy anh Nghĩa? Anh công bố luôn, phải nói to, rõ, vang, sáng như vậy cho khán giả người ta nghe. Không sao cả, không sao cả. Vòng này đội của em sẽ lấy lại tất cả những gì đã mất. Thử coi. Vòng này chúng ta sẽ thi vẽ với nhau em nha. Ở đây nè, có 6 con số, các em cứ chọn con số nào cũng được. Rồi đọc cái gợi ý cho anh và chị Thư ngồi dưới nghe. Sau đó vẽ lại cái cụm từ khóa đó lên trên cái tờ giấy này. Đoán đúng thì mình sẽ có 2 điểm. Hiện nay đội mình đang dẫn trước, cho nên mình thi trước thôi em. Anh tin vào cái khiếu hội họa của em. Chọn số mấy? Số 5 à. Rồi, đọc anh nghe gợi ý. Đây là đối tượng mà cánh mày râu rất sợ. Đối tượng mà cánh mày râu rất sợ. Ba lá sát. Ba. Em đoán đoán được rồi đó. Ba phù thủy. Em biết rồi đó. Anh Nghĩa. Nó đó. Ba. Khó hiểu vậy. Ừ, khó vậy. Nhỏ lại, em nhỏ lại. Ừ. Từ thứ ba. Đó là cái gì vậy? Bà cánh mày râu rất sợ. Bà chăn kinh, bà chăn lửa. Đó, chính xác. Đó là từ bà chăn lửa. Em vẽ này là gì vậy? Chăn á. Vậy có tin chăn đi, có tin chăn đó gì? Chăn tinh hả? Đống lửa đây đó hả? Vậy đống lửa củi nè. Trời ơi, chỉ cần vẽ dễ mà. Ôi, đống lửa thì em chỉ cần em vẽ dày, dễ dày, dễ dày, dễ dày. Ví dụ dày, 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 dày là lên đống lửa rồi. Dạ. Đúng không? Ok, dạ. Không sao. Miễn sao em vẽ mạnh đoán ra được là hay rồi. Hay rồi. Chúng ta đã mang về cho đội mình 2 điểm. Bi. Dạ. Chứng minh cho mọi người thấy mình tài sắc vẹn toàn. Hai em ha. Em chọn số 6. Đẹp mà còn vẽ đẹp nữa. Làm gì có chuyện đó. Kiếm đọc đâu ra đọc, đọc, đọc. Đây là một câu thành ngữ. Vẽ từ đầu tiên bên kia, đúng rồi. Ống. Gà. Gà đúng không? Ông nói gà, bà nói vịt hả? Chim hả? Từ đó phải chim không em? Vậy thôi, thôi. Em biết rồi, lắc vậy thôi. Biết rồi. À, gợi ý đây là một câu thành ngữ. Heo hả? Con heo hả? Cái từ thứ ba là con heo vậy hả? Cái từ này rõ rõ lại nhẹ nhàng hơn. Nước hả? Ừ. Cò hả? Nước, cò. Heo. Béo cò, đục nước béo cò. Chính xác chưa? Yes. Yeah. Đổ mồ hôi luôn chị à. Bà biết sao không? Cái từ này em vẽ nè nè. Em vẽ cái này nè. Chị tưởng nhìn là con chim. Đó, thành ra mới kêu là em vẽ kỹ lại cái mặt nước chút xíu. Trời ơi, và chính xác là đục nước béo cò. Đội của Nam Thư và Đăng Khoa cũng ghi thêm được 2 điểm. Hiện nay tỷ số đang là 5-3, nghiêng về phía đội của Đại Nghĩa và Quỳnh Hương. Lượt cuối cùng này anh và chị Thư sẽ vẽ, hai em sẽ đoán. Nếu mà em đoán trước, đoán đúng thì em sẽ có thêm 2 điểm, cân bằng tỷ số giữa hai đội. Còn nếu như mà chúng ta đoán trước được và đúng thì đương nhiên chúng ta sẽ có điểm cao hơn và bước vào vòng đặc biệt nha. Khoa, em thấy mà chị vẽ xấu em không hiểu, cứ copy bà anh Nghĩa cho chị. Đây là tên một cuộc thi. Hoàng Dương. Cuộc thi Hoa Vương. Hoa hậu thế giới. Hoa hậu thế giới. Hoa hậu trái đất. Bạn yeah. Trời sao ơi. Suy sụp quá vậy Thư? Tại vì đoán ra được chữ mà hoa. Đánh giới em lên. Đúng không? Bi ơi. Đoán được chữ hoa hậu thế giới rồi. Đúng rồi, em là mở màn hoa hậu thế giới thì bé này mới bắt vô là hoa hậu trái đất, có hiểu không? Và như vậy là Quỳnh Hương đã mang về cho đội Đại Nghĩa thêm 2 điểm nữa. Nói gì nữa bây giờ? Thôi, nói nhiều đâm ra nó không hay. Mình hát đi. Ủa, bây giờ cái chuyến bay này chưa hạ cánh được nữa hả? Bây giờ mới hạ nè. Ladies and gentlemen, máy bay sắp hạ độ cao, đề nghị quý khách dựng thẳng lưng ghế, thắt dây an toàn. Rồi, bây giờ chúng ta trong quá trình hạ độ cao, nếu cái cách lưng cần thiết thì chúng ta không tự ý rồi sẽ coi. Và trong lúc mà hạ cánh á, để phục vụ văn nghệ thì hát bài. Nắm tay Thư thật chặt, dắt tay Thư đi luôn. Hiểu rồi đúng không? Em hiểu rồi đúng không Bi? Dạ. Chuyến bay đã hạ cánh an toàn nhưng cũng trong giông bão. Không biết rằng cặp đôi đó ra ngoài kia như thế nào, nhưng mà còn cặp đôi này thì bây giờ ở đây hiên ngang, chúng ta tiến thẳng vào vòng đặc biệt của Ngạc Nhiên Chưa.
Chào đón quý vị khán giả đang đến với vòng đặc biệt của Ngạc Nhiên Chưa. Đại Nghĩa và Quỳnh Hương hiện đang có 7 điểm. Ở vòng này chúng ta sẽ đặt cược ha. Đặt cược trong một cái trò chơi cũng rất là hấp dẫn. Xin mời quý ông Ngạc Nhiên. Ủa sao lần nào cũng gặp anh Nghĩa, chơi gì anh Nghĩa? Biết làm sao bây giờ, bởi vì cái chuyến chuyên cơ kia nó đáp sớm quá, cho nên là anh phải lại cán đáng gánh vác trách nhiệm nặng nề này. Em hiểu sao nha, hy vọng là số sau người chơi nam sẽ về với anh thử coi, để coi người ta có thể thắng không. Chứ em thấy hả, mấy bạn trẻ trẻ vô đây cứ thích lái máy bay xong rồi tàn đi về thì bởi vậy. Vâng, và ngày hôm nay đến với vòng đặc biệt thì Quỳnh Hương sẽ có một bộ đề với 15 từ khóa. Và trong thời gian là 3 phút, Quỳnh Hương nhìn những hành động và lời nói của anh Đại Nghĩa diễn tả. Nếu như bạn trả lời được 15 từ khóa thì số điểm đặt cược của bạn sẽ được nhân 4. Trả lời được 10 đáp án đúng sẽ được nhân 3. 7 đáp án đúng sẽ được nhân 2. Và nếu như trả lời trong vòng 3 phút mà không được 7 đáp án đúng thì bạn sẽ mất đi số điểm mà mình đã đặt cược. Hiện tại thì Quỳnh Hương có 7 điểm, bạn sẽ cược bao nhiêu điểm? 5 điểm. Trời ơi, em chơi lớn vậy. 5 điểm. Khó lắm á, không có dễ đâu. Ừ. Thôi, anh nghĩ đặt cược 2 thôi là vừa rồi. Cược 2. 2 thôi. Tin anh đi, 2 thôi là vừa. Ok, em tin anh. Ừ. Đặt cược 2 điểm. 2 điểm cho Quỳnh Hương. Mày à. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với bộ đề gồm 15 từ khóa. Cố gắng giải mã ra được những từ khóa này càng nhiều càng tốt em nha. Bắt đầu. Qua. Rồi, trời ơi. Rồi, đây là một cái câu thành ngữ. Người có nhiều tiền hiện ta kêu là gì? Giàu. Ờ, à, đúng rồi đó. Ngôi gì, ngôi gì? Ngôi nhà. Ờ, ta giàu đó, nhà. Ờ. Giàu nhà. Nè, nè. Giàu nhà cắt. Ngược lại, đảo lại. Nhà giàu cắt. Không phải nhà cắt. Nhà giàu đổ máu. À. Nhà... Ngón gì đây? Ngón tay chị chở. Rồi, quá, quá. Quá. Rồi, uống gì? Uống nước. Rồi, ở đâu? Rắp. Suối. Ừ, chép vô. Uống nước nhớ nguồn. Hai từ nữa thôi. Uống nước. Một từ. Ở này, uống cái suối. Gì? Yeah. Uống suối. Rồi, đúng rồi. Nè, đúng rồi. Rồi, cái gì? Ở Sóc Trăng, đặc sản Sóc Trăng. Bánh tráng hả? Đó, đó, cái từ đầu tiên đúng rồi. Bánh tráng. Rồi, cái này là gì? Cái làng gì đây? Làng gì? À, Long Tây. Làng gì? Làng gì? Làng... Cái này cái gì của mình? Cái bắp tay hả? Trời ơi, đây là cái làng gì bên ngoài? Cái vàng làng da. Ừ, đó, cái đó đó. Nè. Ờ, à, bánh tráng da. Bía. Bò bía. Bía, còn gọi là gì? Bánh bía da, còn gọi là gì? Da heo. Wow, trời ơi. Rồi, đây. Căng thẳng quá. Qua luôn đi. Wow. Qua luôn đi. Rồi, đây là gì? Buổi sáng mình làm gì? Tập thể dục. À, hai từ sau thôi. Thể dục. Ừ, rồi. Thể dục. Mấy đứa nít bốn từ tất cả nha. Thể dục nhịp điệu. Thể dục nhịp điệu. Đúng rồi. Dạ. Thôi, một câu truyện mình còn gọi là cái gì? Truyện, đồng nghĩa với từ truyện là gì? Đồng nghĩa với từ truyện. Thủ đô nước Pháp là gì? Paris. Tình yêu. Rồi, thôi, qua. Trùng khớp rồi. Rồi, đây là bài hát. Hồn lỡ xa vào đôi duyên mắt. Duyên phận. Bài hát. Đây là cái 6 từ, bài hát này có 6 từ. Ê, 6 từ. Qua. Rồi, đây là một cái câu chuyện cổ tích. Quẹt trong đêm mùa đông. Cô bé bé nghiêng. Đúng rồi, qua. Chính xác. Rồi, đây, nó đồng nghĩa với từ hột. Đồng nghĩa với từ hột. Rồi, đây, đóng cái gì? Cạch. Đóng đinh nữa. Ừ, lấy cái từ hạt đó. Đinh. Rồi, từ cuối cùng nè. Nhang còn gọi là gì? Cái gì khói? Mùi gì? Mùi hương. Ừ, đó, ráp vô. Hạt đinh hương. Đúng rồi, qua. Qua. Rồi, sáng trưa là tới buổi gì? Chiều. Rồi, ở ngoài xe lửa đi về đó. Xe lửa về đâu? Về trạm. Đó là cái gì? Ở ngoài gì? Bến hả? Không nè, ở trong nhà mình bước ra ngoài là ngoài gì? Ở ngoài vườn. Ngoài vườn. Ngoài gì đó? Ở ngoài gì đó? Ngoài cửa. Rồi, qua. Rồi, bông đồng nghĩa với bông là gì? Hoa. Rồi, cái hoa gì mà như tim vỡ? Hoa gì như tim vỡ? Hoa gì như tim vỡ? Hoa... Hai sắc hoa gì đó? Bài thơ hai sắc hoa. Em không biết mày hả? Ây cha, hoa tí gôn. Hoa dáng như tim vỡ. Không lỡ sao vào đâu mấy em là phải. Về đâu mấy tóc người thương.
Sau một hồi rất là vất vả, nhưng mà tôi biết rằng kết quả không có khả quan cho lắm. Vậy cho hỏi quý ông ngạc nhiên, Quỳnh Hương đã giải mã được bao nhiêu từ khóa? Nếu như cho bạn quay trở lại thì lúc nãy thì bạn còn muốn cược 5 điểm nữa không? Em vẫn muốn cược 5 điểm luôn. Bây giờ chơi không? Sao? Bây giờ chơi luôn nè, cược 5 điểm. Ồ, quay lại được nữa hả? Không quay lại, nhưng mà với kết quả hiện tại thì thôi cược điểm khác, không cược 5 nữa. Cược 1 điểm thôi. Chúc mừng Quỳnh Hương. Quỳnh Hương đã hoàn thành xong vòng thi đặc biệt của mình. Với số câu trả lời đúng là 4 đáp án đúng. Số 4 đáp án cũng đúng thôi, cho nên chúng ta không được nhân đôi số điểm, mà chúng ta mất đi số điểm để đặt cược. Vậy là điểm của Quỳnh Hương bây giờ còn lại 5 điểm, tương ứng với 5 triệu đồng. Đến đây thì chương trình Ngạc Nhiên Chưa xin được phép kết thúc. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty Đông Tây Promotion thực hiện, phát sóng hàng tuần lúc 19 giờ thứ tư trên kênh HTV7. Xin chào tạm biệt.